một người dân ở xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, sau 4 năm trồng cây gai xanh đã cho thu nhập cao, tăng hiệu quả kinh tế hơn nhiều lần so với trồng những cây bản địa khác như chè, sắn hay lúa. Nhờ nghiên cứu kỹ tập tính sinh trưởng của loài cây này, ngay sau khi hợp tác xã chuyên trồng gai xanh được thành lập, ban đầu với diện tích khoảng 2 hectare trồng cây gai xanh, đến nay hợp tác xã đã tăng diện tích lên thành 30 hectare, hướng đến mở rộng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với quy mô khoảng 1.100 hectare. Theo chia sẻ của chủ nhiệm hợp tác xã, cũng là người đầu tiên khởi nghiệp từ cây gai xanh ở địa phương. Với diện tích 4 hectare cây gai xanh, mỗi hectare cho thu hoạch khoảng 1 tấn vỏ gai khô. Với giá vỏ gai khô hiện nay đang là 42.000 đồng 1 kg, một năm sẽ thu được khoảng 170 triệu đồng 1 hectare. Sau khi trừ hết chi phí, sẽ thu lãi khoảng 80 triệu 1 hectare một năm. Nhiều người dân tham gia trồng cây gai xanh tại địa phương cũng cho biết, trồng cây này ít mất công chăm bón, phun thuốc, nhưng thu nhập lại cao. Với ba sào gai xanh, chỉ mất một ngày thu hoạch. Sau thu hoạch mất thêm khoảng một buổi bón phân là có thể chờ đến lần thu hoạch sau. Với mỗi sào đất trồng gai xanh, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Còn theo thông tin từ chính quyền địa phương, sau 4 năm, nhiều hộ gia đình phát triển mô hình trồng cây gai xanh. Thống kê cho thấy, loại cây này cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với những cây khác trồng trên địa bàn, từ 1,5 đến 2 lần. Qua tìm hiểu, cây gai xanh có thể lấy lá làm bánh gai, cũng có thể làm thức ăn cho dê, hươu, vỏ thân làm sợi vải, còn rễ làm thuốc ăn thai rất tốt. Đặc biệt, đầu ra cho sản phẩm cây gai xanh cũng không đáng ngại, bởi có các nhà máy chế biến vải sợi của cây gai sẵn sàng thu mua. Cây gai xanh có đặc điểm rất ít bị sâu bọ cắn phá, nên không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lại phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng đất địa phương. Đặc biệt, cây gai xanh chỉ cần trồng một lần. Sau khi chặt thì gốc cây sẽ tự trồi lên tái sinh và cho thu hoạch tiếp. Trong một năm, cây gai xanh sẽ cho thu hoạch nhiều lần và khoảng 10 năm sau mới phải trồng lại.